Hay quá nè, mày coi đi, mày coi lại nha, rồi nửa cái cuộc đời mày nó khét lẹt giống như cái nồi cà ri này đó. Bà kỳ quá à, bà để con làm đi. Thôi được rồi, để tôi làm ông ơi. Thôi, để con... Bác ơi, cái điệu này con mà lấy vợ về chắc con làm bếp trưởng bất đắc dĩ quá. Anh nói gì kỳ vậy? Anh mà làm bếp trưởng là cái nhà hàng nó ế luôn á. Không dám ế đâu, con cứ làm bếp trưởng đi, bác sẽ là khách mối của nhà hàng con. Dạ. Nghe rõ không? Chứ còn hơn bác ăn cơm ở nhà tối ngày á, bác ăn nhầm cơm khê với thịt khét không hà, ung thư đó con. Mới khác có chút xíu mà ba, với lại anh làm gì ghê quá vậy? Xin mời bếp trưởng vô làm đi. Đó, vô làm đi, nhanh lên. Để con làm cho bác. Alo, Mai ơi, em cứu chị em ơi. Chị nói gì vậy? Con là Anna, em của chị ở nhà nó đang tự tử ở nhà. Bây giờ chị không biết phải làm sao. Chị nói lại em coi. Con là Anna, em của chị nó đang tự tử ở nhà. Hiện tại bây giờ chị đang ở Hà Nội, giờ chị cũng không biết phải làm sao nữa. Rồi được rồi. Hai cô uống nước. Cảm ơn. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, Cục An ninh mạng có sự hỗ trợ của chuyên gia đỉnh cao như cô thật là rất tốt. Tội phạm công nghệ thì chỉ có công nghệ mới áp chế nổi. Thật ra ngay từ sớm thì Linh đã ý thức được cái vấn đề này, cho nên là mình đã quyết định rời Singapore để về đây làm việc. Con có công chuyện, hai người ăn cơm đi, đừng có chờ con nha. Ê, nè em, trời sắp tối rồi, ăn cơm rồi đi. Trời đất ơi, cái con này nó tào lao nè, mà tôi nói không ai tin. Hôm nay làm cơm đãi chồng tương lai rồi cứ đi vậy đó, làm ăn gì mà sống nhăn vậy trời. Nó không tào lao chứ nó là cái gì? Con nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng đó bác. Cách đây 2 năm tôi đã nghe cục trưởng nói về ý tưởng xây dựng phòng thủ chiến lược an ninh quốc gia. Không ngờ mọi thứ lại triển khai nhanh như vậy. Chắc chắn là có sự trợ giúp của cô rồi. Ôi, mọi người ơi, có một quán đèo vô nhà hết cơ la na nha mọi người. Nhớ like và share tôi nha mọi người. Chính ra bà nội mua tôi quay bà luôn đó. Ê, chị có phải là người quay clip Anna với cô không? Em nghe nói có lên 45 phút nữa hả? Hay là chị share cho em với? Chị ơi, em tới rồi, chị kêu người ra mở cửa cho em đi. Các người làm gì ở đây? Tôi là công an hình sự thành phố. Công an hình sự? Rồi, la na tự tử rồi mọi người ơi. Nhớ like và share cho Anna trực tiếp nha mọi người. Nhớ like và share nha cả nhà ơi. Mọi người ơi, share nhiều thì có quà nha mọi người. Phía dưới đường có đường link full 10 phút luôn nha mọi người ơi. Đây đây đây. Alo, tôi là Hoàng Mai, công an hình sự thành phố. Hiện nay có một nhóm người gây rối mất trật tự công cộng ở đường số 15. Xin mời các anh tới giải quyết. Tôi vẫn đang ở đây. Công an hình sự? Ủa, tôi có làm gì đâu. Bắt tôi. Có view thôi mà. Cái này là công an hình sự nha mọi người. Mọi người, tụi tôi đang đứng trước nhà của hot girl Lan Anna nè. Nhớ like cho bà Tư Vlog nha tụi con. Ê mọi người ơi, nhìn nè. Không có gì ghê gớm đến như vậy đâu. Linh chỉ làm mọi thứ trong cái khả năng của mình thôi. Thôi cũng trễ rồi, chắc là bây giờ Linh vô việc luôn nha. Được rồi, để tôi đưa cô đi. À thôi, Linh tự đi được rồi, không sao. Không được, khách quý như vậy á, tôi phải trực tiếp giới thiệu cho anh em mới được. Mời cô. Ok, ok. Đây, đây, đây. Bác nói thiệt chứ con nghe. Coi con Mai vậy chứ, nó nữ tính lắm con ơi, thiệt. Trời ơi, quần áo của bác rách hả, là một tay nó giá, một tay nó khâu không đó. Dạ, con biết mà bác. Ừ. Mai nữ tính như vậy cho nên con mới cua đó. Vậy hả? Bác nói thiệt nha, bác rất là thương con. Trời ơi, giỏi quá trời giỏi đi. Hả? Bác nể con nữa đó chứ. Còn trẻ vậy mà làm trưởng phòng an ninh mạng công nghệ cao. Đâu phải ai cũng làm được cái vị trí đó đâu. Đó, bởi vậy cho nên bác mới có chuyện này, bác muốn nhờ con nè. Dạ, chuyện gì vậy bác? Bác
Thôi mình làm ơn dẹp cái điện thoại giùm tao cái đi. Sao thời buổi giờ sao ngộ ghê, nghe ai có cái điện thoại cúi gầm mặt vô không à, không nói chuyện gì trơn trời. Hả? Trời ơi, cái bệnh cái gì mà kỳ cục, thôi bỏ qua bên đi. À, bác ơi, bác coi nữa. Quái dữ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tụi nó làm cái gì mà nó như là người nhện, nó leo lên trên nhà người ta làm chi vậy? Đất ơi. Phật ơi, con không thể nào để Mai một mình được. Thôi được rồi. Đi về nhà, bây giờ Batman đi cứu người nhện đi. Dạ con đi nha. Để ở đây ông già này ông dọn dẹp rửa chén cho. Dạ, tụi bác con đi. Ôi đất ơi, ở nhà cửa gì không ở, nhà ăn cơm leo nhà người ta. Lan ơi, mở cửa đi con. Mở cửa đi Lan ơi. Con còn có ba có mẹ mà. Lan ơi, ba nè, mở cửa đi con. Cứu con đi, nếu con có mình hiền gì thì em không sống nổi. Cô chú à, phải phá cửa rồi. Thôi, để chú đi tìm cái búa. Dạ. Lan ơi, Lan. Chính ra, để con phá cửa. Lan mở cửa ra đi Lan. Còn cái cửa nào vô cái phòng này không? Còn cửa ban công mất hơn. Cửa ban công. Ôi trời đất ơi. Kìa, trời ơi, công an Việt Nam đó bạn nhà ơi, công an nữ đó nha, leo quá siêu luôn trời. Quá trời. Ủa kìa, ui thấy không cả nhà. Lan ơi. Lan ơi Lan. Mày ơi, mày cứ giùm cô chú mày ơi. Mày ơi. Trời ơi con tôi, chị mau lấy bông băng liền chị. Phải sơ cứu ngay lập tức. Lan ơi. Trời ơi, đau quá rồi đó. Mở ra. Cũng tại cái thằng ca sĩ mất dạy đó nè. Lan ơi. Tại ông nữa. Ông có điều hòa em lên cho con. Cái này chỉ sơ cứu tạm thời thôi, phải đưa vô bệnh viện ngay bây giờ. Gọi liền một chiếc xe đi. Em nghe nè. Em còn ở đó chứ? Em vẫn còn ở đây, em đang ở nhà La Anna. Anh vừa mới tới, tình hình sao rồi em? Anh giúp em gọi một chiếc xe cấp cứu tới nhà La Anna liền nha. Rồi rồi. Alo. Ờ, ông có đang rảnh không? Ờ, vậy thì hay quá. Chạy đến đây giúp giùm tôi một cái. Tôi gửi định vị cho ông nha. Rồi, cảm ơn ông. Đưa xuống dưới liền chú. Con. Con ơi. Nè 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 nè. Mấy người này đang làm cái gì vậy hả? Mọi người ơi. Bạn trai của Gorana đến đưa tiễn Lana làm cưới nha mọi người. Nhớ đây, nhớ xe tôi nha mọi người. Có diễn biến mới đó. Tôi đang làm nhiệm vụ. Có người livestream trên mạng tầm bậy tầm bạ, xâm phạm đời tư người khác, bị công an bắt rồi đó, chưa sợ nữa hả? Xịp con xíu rồi. Tôi có làm gì đâu mà. Giải tán đi. Rồi rồi em cứ chạy tới đi rồi anh ở đây đây đây. Dạ vâng, em gửi anh. Cảm ơn. Dạ anh cho em xin cái gì? Lan nó sao rồi anh? Bác sĩ đã xúc ruột rồi, không sao đâu.
Anh coi nè. Xem cái clip full 15 phút chưa? Clip full không chè, clip full nha. Bây giờ câu cửa miệng của cộng đồng mạng là có link full của Lan và Quynh Nguyễn hay không? Facebook tràn ngập những đường link của cái clip đó. Tội nghiệp con bé, nó không sốc mới lạ. Anh xem cái clip đó chưa? Ờ, rồi, 45 phút. Xem hết luôn hả? Rảnh thời gian dữ vậy? Ờ, thì anh phải xem để coi cái mức độ nghiêm trọng của nó thế nào, công an phải điều tra chứ. Em chỉ hỏi anh thôi, chứ đâu có nói anh xem để học tập cái gì đâu mà anh phải giải thích thanh minh thanh nga với em. Mà anh nghĩ tất cả những chuyện này chắc chắn là do tên rapper Quân Nguyễn đó tạo ra. Vậy theo anh, tên Quân Nguyễn chính là kẻ đã quay clip hắn với Lan rồi sau đó tung lên mạng? Rất có thể là như vậy. Nhưng mà để làm gì chứ? Một số đàn ông thích xem phụ nữ là con mồi. Sau khi họ chinh phục xong thì thích khoe cái chiến tích này cho cả thế giới biết. Rất có thể Lan là một con mồi đã sập bẫy của Quân Nguyễn. Giả lại hắn cũng chỉ là một ca sĩ hạng 3, hạng 4. Có thể hắn tạo scandal để nổi tiếng. Lan à, chị Mai là người đã cứu con đó. Chị cứu em làm gì? Em muốn chết đi cho rồi. Ôi, coi nè. Trời ơi, 10 phút luôn. Ghê không, ghê không? Thấy mạnh bạo ghê chưa? Còn thôi cái mặt mới kìa. Cái mặt mắt sướng dễ sợ. Em khờ quá. Em còn trẻ, đường đời của em còn dài lắm. Chị, thằng Cun nó hại em. Nó thấy em thương nó, cái nó dụ. Cái thằng đó đúng là cái thằng đốn mạc mà. Em cố gắng tịnh dưỡng, em yên tâm, chị sẽ lấy lại công bằng cho em. Kiểu này á, chắc phải cho nó qua Mỹ thôi, chứ ở đây chẳng sống không nổi đâu. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Gia đình hãy làm đơn tố cáo đi, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. Anh trả lời cho tôi biết, anh có phải là người quay lại những chiếc clip đó hay không? Em vừa mới hỏi gì? Tôi đề nghị anh nói chuyện đàng hoàng. Đây là trụ sở công an, không phải ngoài đường ngoài chợ mà ăn nói sổ sàng như vậy. Tai anh bị lãng cái tật từ nhỏ rồi nên là anh không nghe rõ. Anh là cái đồ. Gọi chị đi. Em nói lại lần nữa đi xem nào. Em add Facebook anh đây à? Chị mày add mày đó. Hay đấy, lần đầu tiên có bạn là cảnh sát. Ok luôn. Chị lanh quá. Anh nói anh bị lãng tai, tôi nhắn tin cho anh đọc. Bây giờ anh trả lời được chưa? Tất nhiên là không phải tôi rồi. Vậy thì ai quay? Ai mà biết được đây. Tôi cũng đang tìm thằng đấy như chị đây. Tôi mà tìm được nó ấy, tôi cũng thịt nó luôn. À, tiện thể cho tôi làm đơn tố cáo cái thằng mà nó phát tán với cả nhân nó quay lại cái clip đấy được không? Chị là công an, chị giúp tôi được mà. Tôi biết chắc là ngày hôm nay thế nào anh cũng chối tội. Nè, ông coi đi, tưởng đâu nó bị bắt ai nhẹ, bây giờ không đủ bằng chứng để bắt nó, bó tay luôn. Thời buổi giờ là như vậy mà, công lý chỉ là một diễn viên hài, có tiền thì công thành thẳng thôi. Tức dễ sợ á, cái thằng chó đó mà ai không biết nó chơi điểu vậy mà không bỏ tù được nó chứ. Tôi đã cho anh cơ hội để giảm nhẹ hình phạt của anh trước pháp luật, nhưng chính anh đã từ chối cơ hội đó. Em cho anh một cơ hội, anh cũng cho em một cơ hội nhé. Tối nay anh diễn ở bar X Min, em có thể đến đấy chơi với anh. Và đêm nay bọn mình sẽ có một đêm nồng say. Nếu mà không có việc gì nữa ấy, thì anh xin phép anh đi về đấy. Mà thời đại 4.0 rồi, không có ai dùng trâu cày nữa đâu. Làm gì làm nhanh lên, 4 hôm nữa anh đi Canada rồi đấy. Mấy khi được hẹn hò với công an, kỷ niệm đẹp.
thế nào cũng sẽ có thêm một vài cái linh phun công tre nữa được lên sóng cho mà coi. Nước đi. Trai, cho ly cà phê nha. Trai, cho ly cà phê. Dạ, dạ, dạ. Nếu anh thấy thái độ của hắn ta thì anh sẽ không trách em vì sao em lại hối thúc anh em như vậy. Anh biết rồi, nhưng mà cho anh một chút thời gian nữa đi. Anh đang tìm cách thâm nhập vào trang cá nhân của hắn và bạn bè để lấy thông tin. Rồi một nhóm khác thì tìm cái nơi mà clip phát tán lần đầu tiên. Cho anh khoảng vài tiếng nữa thôi. Chỉ còn 4 ngày nữa là hắn ta sẽ trốn sang Canada. Tới lúc đó cho dù mình có làm gì cũng vô ích thôi. Sao em? Cái này thu 11. Ông ngoại người ta thu anh 28 lận á. Cái này em biết nguồn gốc ở đâu mà anh. Gan lắm em mới thu đó. Ok 11. Rồi ok. Quyết định gì đi. Mời vào. Mọi người nghỉ tay một chút đi. Xin giới thiệu với mọi người một vị khách quý đến tầm phòng an ninh mạng của chúng ta. Đây là Linh Lê, chuyên gia công nghệ, là tổng giám đốc của công ty đầu tư phát triển công nghệ cao DBC, là đối tác chiến lược với đơn vị của chúng ta đó. Hôm nay Linh Lê đến đây là để hỗ trợ anh em chúng ta. Nào, một tràng pháo tay chào mừng vị khách quý. Xin chào. Hôm nay Linh đến đây để kiểm tra máy móc của mình. Sau đó là Linh sẽ đề ra một cái chương trình để nâng cấp hệ thống. Đồng thời là Linh sẽ cài một số cái phần mềm diệt virus tối ưu. Tất cả những cái công việc này là nằm trong cái kế hoạch nâng cấp tuyến phòng thủ an ninh mạng quốc gia của công ty DBC. Và nếu như trong cái quá trình làm việc có cái gì đó mà mọi người không hài lòng thì bỏ qua cho team của Linh nha. Và không để cho mọi người mất thời gian lâu thì Linh xin phép là kiểm tra một cái máy tổng thôi. Nhìn chảnh dễ sợ. Em kiểm đi. Hàng nguyên siêu luôn đó nha. Rồi, ok 7. Rồi, 77 ha. Dạ. Anh đếm lại đi. Rồi, thôi khỏi đếm, tin tưởng mà. Cảm ơn em, cảm ơn, cảm ơn. Ê, vụ này ngon hơn đồng hồ ha. Nhưng mà cũng ngon, nhưng mà phải lần hơi sâu. Có mọc giờ đó. Linh xin phép nha. Xin mời. Cô Linh Lê ở lại đây làm việc chuyên môn với mấy anh em nha. Tôi có việc phải giải quyết. Ok, bye. Mọi người làm việc nha. Anh Phong, chị Mai, qua xem cái này gấp. Đây là nơi đã phát tán clip đó hả? Đoạn clip sau khi được quay xong, bọn chúng sẽ tải lên cái trang này. Sau đó, chúng sẽ tạo ra các Facebook giả mạo, rồi copy cái đường link của trang web này lên trên đó. Không những thế, bọn chúng còn mua gói quảng cáo của Facebook để cái link này nổi bật lên trong các công cụ tìm kiếm. Thế là xong. Cả thế giới có thể xem cái clip này bằng cú click chuột. Alo. Nghe nói, mày bị hỏi cùng, có sao không? Cái con nhỏ cảnh sát, hôm nay em nhìn mặt mắt cười vãi trưởng ra. Mặt nó cứ thộn hết cả ra ấy. 3 clip, 7 triệu lượt tải về. Tối nay, chúng này sẽ chuyển trong 20 củ. Wow, 7 triệu lượt cơ à? Nhiều đó cho anh em xài đi. Tao tham gia cho nó vui thôi. Trà đào trà dâu 10k một ly đây. Mọi người ai mua thì comment phía dưới giùm dì Năm nha. Này à, xong rồi đó, lỗ vốn rồi đó. Qua gọi có đứa nào có nghe máy đâu. Chịu hết nổi cái bọn này rồi. Ác nhân thiệt chứ. Gọi cho đã, rồi không nhận hàng trả tiền, lại tốn thêm tiền ship nữa. Thật là ác nhân sát đức mà. Có khi tao dụ luôn cái con nhỏ công an. Có một cái clip với con nhỏ công an thì nó phải là siêu phẩm luôn đấy chứ. Nè, đừng đụng vô ổ miếng lửa. Không có vui đâu. Ôi giời ơi, lo gì? Cái bọn này chúng nó chỉ có quanh làm với Excel, với cả Word, làm sao mà phá án được gì?
Tụi em uống giúp giùm chị nha, tính rẻ 5.000 một ly thôi. Đóng vô đây mà 5.000, bộ bia bơm hả bà chế? Ừ em, thiệt tình chứ. Hồi xưa hả, buôn bán bình thường đâu có ba cái vụ này đâu. Từ ngày mà đẻ ra ba cái vụ lai chim hả, gặp toàn ba cái quỷ dịch gì hả, nó hả, thiệt là ác nhân luôn. Ai vậy đó. Ai biểu bà, tự nhiên đi bắt trước người ta chi la. Trời đất ơi, có ham hố gì đâu. Bây giờ hả, người ta buôn bán qua lai thì mình cũng phải có chim. Nếu không á hả, thì ế chổng gọng luôn á. Cái gì vậy bà chế? Bây giờ là thời buổi chấm không rồi mà. Cái gì vậy trời? Bà chế người ta là lai chim, bà chế nói gọn gọn vô giùm tôi cái. Tách rồi vừa lai vừa chim nghe em quê chết luôn á. Chạy gì ghê quá vậy mày? Chán thiệt chứ. Thôi để đó đi. Rồi uống cho hết nha. Móc 5.000 hả trả? Chứ tụi tiền đâu trả. Ăn giọng uống giọng cho hết nha. Thì mệt quá, hết máu rồi nè, vô cứu nãy giờ lo nói chuyện với bạn. Có chơi đâu cứu. Trời ơi, đã nhẹ, đã nhẹ. Cái gì vậy? Cái gì? Trời ơi, nhỏ kìa. Cái ông này Joker, tặng cho ác điểu mà. Em đứng ngoài đường đó, nó nói gì, tao nghe, tao biết được. Thôi thôi, thôi thôi, thôi thôi. Thả, vậy cũng làm khó. Thử xe tôi. Cái gì vậy? Ôi giận luôn, đi luôn đi, đi luôn đi. Quỷ già này thiệt luôn á. Cái gì vậy? Bị bơm hàng mua giùm á, uống giùm ly đi. Nhiêu đây, 5.000 một ly. Vô check mail của Joker đi. Sao biết Joker gửi mail? Thì cứ kiểm tra đi. Làm như mày thánh mày. Cái nói cái gì vậy? Hay. Rồi từ từ tôi trả hết cho ha. Sẵn chốt cái kèo MU với Man City tối nay luôn. Ok, chơi lớn, năm cũ. Quyết định vậy đi. Có gửi mail nha. Để coi gửi gì đây. Không có ai mà khi không tặng cho mình cái xe máy vậy. Rồi không có điều kiện gì hết đúng không? Oh, hey. Joker mời nhóm bad boy vào làm việc. Ôi, 5.000 đô, lương tháng 5.000 đô. Không. Gì vậy? Ê, nếu như làm nhiệm vụ là được bonus thêm nè. Wow, ok. Không. Chú bị gì chú? Trong vòng 10 ngày tới thì Linh sẽ cho chuyển 20 bộ máy tính. Đồng thời là sẽ cho cài đặt những cái chương trình thật là đặc biệt để cho các anh phá nhanh. Thay mặt phòng an ninh mạng, một lần nữa cảm ơn cô. Ừ. Với cả là Linh cũng nghe nói là các anh đang tham gia phá một dự án liên quan đến một ca sĩ. Nếu như cần thiết á, thì DBC của Linh sẽ tham gia. Linh tin là chỉ cần 2 ngày thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Trời ơi, cái lương này có nằm mơ Việt Nam cũng không có luôn đó. Ờ, nghĩ sao vậy? Biết tôi là ai không? Tôi là ác điểu. Ác điểu mà chịu đi làm công cho tụi này hả? Sau này tôi sẽ đá đít tụi này, tôi sẽ lên nắm quyền và tụi nó phải đi làm công ngược lại cho mình. Cháy à. Ok, chú là trưởng nhóm bad boy, chú nói gì thì tôi nghe theo thôi. Nè, quan trọng là chiếc xe đó, giờ nhận rồi trả hay để giữ? Giữ? Ủa? Chú. Chứ tại sao trả? Cái chuyện nó tặng xe cho mình là chuyện của nó. Còn cái chuyện mà mình nhận rồi cái xe mà mình không làm việc cho nó là chuyện của mình mà, đâu liên quan gì tới nhau đâu. Với lại từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được làm chủ một cái xe không vậy hết á. Chúng tôi biết cô là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực an ninh mạng. Những chuyên án nhỏ này đối với cô không có gì khó khăn. Nhưng anh em chúng tôi được đào tạo bài bản, cũng không đến nỗi nào. Anh em chúng tôi có thể tự lo được. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn cô. Cô về thông thả. Ok, bye. Nhưng mà giờ xăng cao quá à.
Một ngày hai ngày á, lên 2-3 ngàn bình thường. Nhưng mà tôi hứa với bà, sau này tôi sẽ trở thành chủ của một công ty về xe điện. Xe máy điện, xe ô tô điện, xe đạp điện, xe điện đụng, tất cả đều là của tôi. Tôi hứa với chú, tôi sẽ làm quản lý tất cả để đi xe của chú. Nhưng bây giờ sao? Tôi phải đi một vòng nữa cho nó đã cái nương. Giữ giùm. Ôi là trời, quỷ nè. Chị vui vui vẻ. Cái cảm ơn. Chật quá à. Chật lắm. Ủa rồi con quỷ chó đốm đi đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi. Bye bye. Bye. Chuyên gia cấp cao an ninh mạng thì sao chứ? Bố có quyền khích người ta hả? Làm gì mà sếp giận dữ vậy? Cô ta nói giao vụ này cho cô ta 2 ngày là xong. Thật vậy sao? Rồi anh có làm không? Làm gì? Giao vụ này cho cô ta. Em nói cái gì vậy? Làm sao mà giao vụ này cho cô ta được? Anh em trong phòng vẫn đang làm chuyện này mà. Hay là em cũng nghĩ mọi người ở đây không ai làm nổi chuyện này? Bắt đầu cãi nhau rồi đó. Chị, cho em chuyển tiền. Em không có ý khinh thường ai cả. Điều em quan tâm là chuyên án lần này rất quan trọng. Anh có biết là 4 ngày nữa cô Nguyễn sẽ cao chạy xa bay sang Canada hay không? Nếu như bây giờ có một người nói rằng cô ta chỉ mất có 2 ngày để tìm được manh mối chứng cứ, tóm được tên đó, thì đó là cái điều em đang cần lúc này. Nhưng mà anh em ở đây vẫn đang làm việc mà, em cứ yên tâm. Tuấn, làm tới đâu rồi? Em đang lần ra coi ai là chủ của trang xét việc đây. Nhìn cái mặt khinh người thấy ghét. Anh nói ai đó? À, anh không có nói em. Nói nhỏ Việt Kiều kênh Kiều kia kìa. Hai người này cũng lạ thiệt. Mỗi lần có vụ án mới là cãi nhau à. Tối nay làm overnight nha anh em. Ok. Ai ăn cái gì thì ghi vào giấy. Cho anh bia rượu luôn, si sa luôn. Cho tôi ly trà đá nữa. Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi, vô đây đây mà kêu trà đá. Không được gọi trà đá hả? Ở trên mạng á mày là trình, nhưng mà vô đây mày chỉ là hai lúa hiểu không? Nhưng mà tại sao tôi phải vô đây vậy? Trang xét Việt có máy chủ đặt ở Đức. Có tổng cộng 13 clip xét của cô Nguyễn đã được đăng tải ở đây. Tất cả đều là những cô gái người Việt Nam, mà hầu hết trong số đó đều là các hacker nổi tiếng trên mạng trước đây. Mà đa số các cô này đều định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, có một người thì không thấy tin tức gì hết. Dạy Ngô, dạy Ngô. Không gì dạy Ngô for you, for everybody. Dạ, 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 vô. Hey, vô. Vô đây dạy Ngô cho chú. Tôi thấy vô đây tôi còn ngố hơn á. Theo tao không hỏi. Tao được giùm hỏi kính của tụi nó rồi nè. Đây là nơi tụi nó khoe chiến tích. Tất cả đều dùng nick giả mạo để không bị phát hiện. Ê, vô chú. Dạ. Vô. Vô được rồi nè. Hát được vào Facebook của hắn rồi hả? Dạ đúng rồi chị Mai, vô được rồi.
xin giới thiệu ca sĩ Khôn Nguyễn. Chị ơi, ơi có ai muốn có Linh không? Linh là cái gì vậy? Tao cũng không biết nữa. Người bây giờ nhẹ nhàng xíu nhá. Mời bạn. À, mời. Mời. Ủa sao biết tôi vậy? Cái mùi mồ hôi á lên men trên áo của anh nhìn là biết rồi. thiệt ra là ngồi máy tính cài bậy bạ kiếm tiền thì thôi chứ không có giỏi gì đâu. Thì thôi cũng là chỗ dân máy tính với nhau à. Làm quen nói chuyện cho vui. Rồi mời. Đây cũng vi tính nè. Ok vô. Rồi. Đây là tất cả những đoạn hội thoại giữa Cương Nguyễn và Tuấn Đen. Rất có thể Tuấn Đen chính là chủ của Xếp Việt. Tất cả những người tải clip xếp trên trang web này đều được trả tiền. Và ngay cả chính cái trang này cũng được trả tiền quảng cáo từ những tổ chức khác. Vậy thì ngày mai chúng ta hãy dò xét xem chúng chuyển tiền bằng cách nào. Rất có thể đây là một vụ án thứ hai từ trang web đen này. Nè, anh biết cái hàng kế bên không? Hacker top 1 Việt Nam đó. Nó là thằng Fort One, hacker mũ đen đó. Ghê ha. Cũng phong độ đẹp trai. Ghê ghê. Nó đỉnh lắm nha. Chuyên môi tiền của mấy cái máy ATM không đó nha. Ừ. Mũ đen. Ừ. Thiệt ra gần đây tôi nghe là ở Đông Nam Á mình á có một cái nhóm hacker nào mà hack ra tầm quốc tế luôn á, là phá được hệ thống điện của Tokyo luôn á. Bọn đi web. Bọn này thì khỏi phải nói rồi, level của tụi nó là quốc tế luôn rồi. Ờ. À. Ủa vậy Phúc Quanh có nằm trong đi web luôn không? Tại vì Phúc Quanh cũng là hacker mà. Sao cười tôi? Ông hỏi thiệt hay là ông hỏi giỡn vậy? Thiệt, không biết thiệt. Nếu ông không biết, tôi sẽ nói ông biết. Cái tầm hacker Việt Nam á, để mà xách máy cho đi web á, mà còn không có cửa nữa. Chứ nói gì mà được tham gia vào cái rồ như vậy. Ghê. Tôi á, thiệt ra cài ba cái máy tính này, sửa màn hình này nọ thôi, chứ không có rành ba cái vụ này. Không biết hacker là gì á. Không sao, anh không biết thì tôi sẽ giải thích cho anh biết. À, cảm ơn. Tôi nói thật sự nha, tôi nhìn cái làn da trắng của anh á giống bà ngoại của tôi lắm nên tôi quý. Nên tôi rất là quý ảnh. Quý khỉ trời. Thôi anh có số cho tôi số đi, rồi bữa nào có kèo nào uy tín á anh em hú chớp nhau làm. Ok có kèo cứ hú tôi. 09 một lần tới quý hai. Wow, số đẹp dữ vậy ta. Vậy hả, ghê ta. Thêm một đôi hai. Ừ. Rồi hai con cua tôi bấm rồi nhớ máy qua nha. Ok. Qua chưa? Rồi, có rồi. Rồi, ok. Có kèo hú nha. Ok, có chớp là hú liền. Rồi, vô anh em. Vô. Đây nè. Ở trong đây có những đoạn hội thoại của bọn chúng ghi rất là rõ. Mai mới quay được. Hôm nay nó chụp hình ở Mũi Né chưa về. Làm nhanh đi, anh em chờ. Nhớ chọn khách sạn sang một chút. Background tối màu nổi bật. Ok, quay hai máy cho pro. Quay đủ để cắt dựng lên cho đẹp. Cố gắng trên 30 phút để có tiền. Rõ ràng bây giờ nếu như mình khám xét nhà của hắn thì sẽ ra được nhiều bằng chứng hơn nữa. Bởi vì chắc chắn ở nhà hắn sẽ có rất là nhiều những cái clip còn thô, những cái clip chưa được cắt dựng, và rất là nhiều những bằng chứng hơn nữa. Có lý. Theo con, mấu chốt là ông Hiếu chủ tịch tỉnh, nhưng ông ta giữ khoảng cách với con. Ông ta là cán bộ rất thanh liêm, rất khó tiếp cận bác ạ. Cái dạng quan ấy tao còn lạ gì. Làm quan ở cái tỉnh nghèo xác nghèo sơ, có cái gì mà ăn đâu mà chả thanh liêm. Hắn là một quan tốt khi chưa có cơ hội để làm quan xấu. Vậy ta phải tạo ra cơ hội cho hắn, rõ chưa? Cơ hội là sao bác? Con chưa hiểu. Mày cũng ngu lắm. Phàm ở trên đời này 10 thằng đàn ông thì 9 thằng chết vì gái.
đem cái thứ ấy ra mà nhấp mà dừ cho hắn ta nhé. Khi hắn ta đã bập sâu vào rồi, có thánh mà rút ra được nhé. Dạ con hiểu rồi, chứ ở bên Singapore con chưa có làm chuyện này. Thế thì gặp A Thòn nó chỉ cho nhé. Có quan hệ với thằng Xuân bên viện kiểm sát, thằng Hà hiệu trưởng trường phổ thông ấy. Đấy, bọn ấy chơi lầy lắm. Dạ con biết rồi. Hello Daddy. Honey. Daddy thấy sao rồi Daddy? Vẫn ổn, không sao. Chẳng qua là lo nhiều, nghĩ nhiều, tăng sông tí thôi. Công việc ra sao? Hôm nay con có tới phòng an ninh mạng thành phố để giúp họ nâng cấp hệ thống. Tao không hỏi cái việc ấy. Tao hỏi là cái tình hình sông bay ấy. Cho xem đi. Mày đọc đi. Tăng lên 24.000 account, 42% là tiến lên, 24% là lốc sóc, 13% 3 cây, 10% poker, các loại còn lại là dưới 5%. Mà tóm lại là thu về bao nhiêu? 26 tỷ. Ôi giời ơi, thèo quá, bèo lắm. Làm ăn cờ bạc thu như thế là không được, đuối lắm con ạ. Mới bước đầu như vậy là ngon rồi, chứ các ngành nghề khác làm sao kiếm được như vậy. Thực ra là con vẫn đang tìm cách để làm marketing cho nó. Ở Việt Nam mà không cho tặng khuyến mãi thì tụi nó đâu có tham gia. Con thấy cái lượng đăng nhập như vậy rất là kém, con cũng không hài lòng nữa. Dân Việt Nam ấy rất thích chơi cờ bạc nhá. Con phải tạo ra bài cào tiến lên, đó là riêng tiến lên thì làm hoài lợi tiến lên, đó là thì dành cho đối tượng miền Bắc rất thích, còn bài cào thì dành cho đối tượng miền Nam. Riêng bài cào VIP thì điều chỉnh tỷ lệ là 56%, còn riêng poker thì lập trình đi, chỉnh thắng thua 40%. Rõ chưa? Ok Daddy. Ừ, thôi về mà lo liệu làm việc cái đi. Khi nào mà thu về 400 tỷ một tháng thì lúc đó chúng ta điều chỉnh tiếp. Ok, con hiểu rồi. Mày biết đây là ai không mày? Hả? Mày đụng cái ai à? Trời ơi! Làm cái gì vậy? Làm gì mà anh làm rồi? À? Wow! Đụng khuất của anh luôn. Có sao không? Có sao không? Đừng có cãi coi! Nè! Biết điều không? Hả? Đi chơi mày vậy à? Bác sĩ nói tình hình của Daddy sao? Yên tâm, chưa chết được. Nhá, về lo cái việc ấy đi. Ok, con đi á. Honey! Đêm nay đến với anh đi. 2 tháng nay rồi chúng ta chưa gặp nhau mà. Thì bây giờ gặp rồi nè, có gì nói đi, nhanh tôi còn về tôi đi làm nữa. Bác. Này con gái, mày làm sao đấy? Hay bị bệnh lãnh cảm hả? Đi, đi liền đi. Đột nước lớn tới à? Ủa đấy đi không muốn con giữ giá hả? Giá giá cái gì con gái? Với tao ấy là giá nhiều tiền, nhiều vàng, chứ không phải là giá áo túi cơm vô dụng như con nhá. Tại con mẹ này hết á, nhảy gỡn gì nè, nó tưởng giá dành cho mấy ai bay vô nó ôm. Ủa vậy mà ảnh hả? Còn nữa, cười quá, không lấy gì vô ba đơn như kia cơ cho nội. Cái đó đó gì, tại quỷ con cha đó có máu dê, thấy vợ ông đẹp mà nó mê nó thì cứ dê chứ sao. Thì đó, thì cũng tại vậy mà tôi lỗ đầu đó thôi. Yếu mà đặt ra gió.
Ủa tôi phải bảo vệ vợ tôi chứ đúng không? Lỡ trong lúc say xỉn đó ngã vô vòng tay nó rồi mất tích luôn sao? Ghen tuông đồ. Nói ông nghe nè, tôi là tôi bị bùa ông rồi, cho nên tôi nói thiệt á, 100 thằng chục thằng tôi cũng mê đâu, tôi mê mấy cái thằng răng đen lắc bét như ông rồi. Đã đau rồi đó, đã đau rồi đó, sợ khọ khọ cho xịt máu lên thêm đi. Thôi cái tụi này á để tôi xử. Tụi nó là shit loại ba mà tưởng mình là sô cô la loại một á hả? Sự nói sao về nhà tôi tính đi. Mà Daddy vừa mới nói là con về để lo chuyện cho cha mà. Honey à, hai đứa chúng mày vậy, cứ đi giải quyết chuyện riêng cho thoải mái đi nhá. Đầu óc nó thông minh thì về làm việc cho cha thì mới hiệu quả nhá. Honey, nếu mà em còn lạnh lùng như vậy hoài á là anh không có lý do gì ở Việt Nam nữa đâu nha. Thôi được rồi, đi lẹ, làm gì làm nhanh, tôi còn về nữa, đi đi đi. Thì tới đó đi, rồi biết đi nhanh ra sớm. Chẳng không sao rồi đâu mà có gì đâu. Ngồi yên đi, để tôi lấy bông băng thuốc đỏ cho. Ôi giời gì đâu, bông băng thuốc đỏ, cái này nhỏ xíu, chỉ cần lấy nước miếng của bà sức vô cái sát trùng rồi. Được không? Rồi đây, rồi đây. Trời ơi, ghê quá. Không có dãy dụa nha, để tôi sức cho. Ôi sức gì, Nam Nhi chi chí, máu chảy lên láng là chuyện bình thường á, không cần thiết phải làm mấy chuyện đó đâu. Thôi đi cha nội, ông chày xước vậy nè, tôi sợ ông dễ bị dính sida rồi lây tôi sao. Vậy nên vậy. Gì cuối cùng là lo cho bản thân mình thiệt luôn. Chứ sao, trời ơi, ngồi im đi, nghe không, dãy dụa là tôi chích bây giờ. Ủa, tự nhiên đòi đổi chỗ là sao? Đừng nói là hai câu cậu làm gì cả đêm ở đây nha. À, anh em chiến đấu thức thâu đêm vì cái vụ này đó anh, mai không cho về. Gấp mà anh. Vậy thì chúng ta bàn luôn đi. Sao? Được gì rồi? Tên Côn Nguyễn chính là chủ nhân của 13 clip set đó. Hắn ta đã quay hết tất cả các clip set, sau đó cắt dựng thành những sản phẩm đồ trụy hoàn chỉnh, rồi hắn up lên trang web xét việc, phát tán ra cộng đồng mạng. Em đã có trong tay cuộc hội thoại trong Messenger cá nhân của hắn, và ở trong đó chứa rất nhiều chứng cứ đề cập đến việc quay clip xét. Nếu bây giờ mình được khám xét nhà của hắn, tìm được chiếc máy tính cá nhân của hắn, em tin chắc mình sẽ có được bằng chứng xác đáng. Khám xét nhà? Cho anh tờ báo đi. Dạ dạ. Dạ em gửi anh. Ủa mà sao nhìn thấy em quen quen vậy ta? Đọc cái gì mà cười vậy chú? Nè coi nè, cái thằng hacker First One á, tối hôm qua nó đánh lộn ở vũ trường Xmi á, sáng nay tụi hacker Bad Boy nó xâm nhập vào dữ liệu, nó tung hết tất cả những mà dữ liệu mà tụi nó ăn trộm tiền ATM mấy năm qua đưa lên mạng công khai luôn. Còn bây giờ công an với ngân hàng đang truy tìm gắt gao á. Khám xét và cấm di chuyển khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.